Nhưng mà các bạn để ý này, cung này của mình là cung 2x. Đấy, cung 2x. Mà đây nó cho x thôi. Các bạn phải biến đổi một chút là gì nhỉ? Là vì đúng không? Vì bi trên 12 nhỏ bằng x, nhỏ bằng bao nhiêu đây? 5 bi trên trên 8 đúng không? Thì mình suy ra ngay cho thầy là gì? Là bi trên 6. Nhớ cung mình xét là cung 2x nhá, nhân 2 vào cho thầy. Nhân 2 vào 5 bi trên trên 1. Có đúng không? À, đến đây thì đơn giản rồi, 2x trong khoảng từ bi trên 6 đến 5 bi trên 4 thì đơn giản thôi. Vẽ thì đường tròn vào, vẽ đường tròn vào. Được chưa? Vẽ thầy đường tròn vào. Đó. Cái đường thẳng. Hai chục. Có đúng không? Đấy. Nhớ là x của mình nhá. Xuất phát ở đâu? Xuất phát ở bi trên 6. Bi trên 6 nó sẽ ở đây. Tương đối thôi. Kết thúc là 5 bi trên 4. Tức là kết thúc ở đây. 5 bi trên 4. Các bạn mới học thì các bạn làm chậm thôi chứ khi mà khi làm quen đấy làm nhanh được đúng không? Vậy cái miền của x ra thế nào? Miền của nó đây. Nó sẽ đi như thế này. Đúng không? Miền màu vàng đấy là miền của x. Đến đây thì muốn tìm giá trị cos đúng không? Nhớ cho thầy trục cos là trục ngang xin là dọc. Muốn tìm cos thì mình chiếu chiếu xuống đấy. Chiếu vuông góc xuống cho thầy nhá, chiếu vuông góc xuống. Vậy rất là kỹ rồi. Vậy các bạn nhìn thấy này này, cái trục cos mình vàng từ bên đâu? Nó vàng từ đây, từ đây là trừ một. Kết thúc ở đâu? Kết thúc ở đây đúng không? Vàng từ đây đến đây đấy. Ở đây là bao nhiêu mày đấy nhỉ? Nó chính là cos của bi trên 6 đúng không? Cos bi trên 6 và máy tính là căn 3 trên trên 2. Vậy mình suy ra ngay cho thầy là gì? Suy ra cho thầy là trừ 1. Nó phải nhỏ bằng cos x, cos của 2x đấy. Cos 2x nhỏ bằng căn 3 trên. Đến đây bài toán cơ bản rồi đúng không? Vậy rằng suy ra ngay là trừ 4 nhỏ bằng 4 cos 2x. Cái nhỏ bằng 2 căn 3. Hay làm tắt ngay tức là trừ 5 nhỏ bằng y. Y nhỏ bằng 2 căn 3 trừ 1. Vậy mình có mắc y bằng 2 căn 3 trừ 1. Trên đoạn nào đấy? Trên đoạn từ bi trên 12, nhớ là bi trên 12 đến 5 bi trên 8 nhá, đây là x đúng không, cái miền của x, và mini bằng bao nhiêu? Trừ 5 đó. Đa số các bạn số lẻ là các bạn còn sai là chưa chuyển từ x mình chuyển thành 2 x, đa số là vậy thôi, còn sai chỗ đấy. Ok không? Nên là làm cái gì ấy, các bạn hết sức để ý cho thầy nha. Thế một chút thôi, nó không phải quá khó. Nào làm sai chữa hộ cho thầy vào. Chữa nhanh cho thầy hai câu ý vào. Mức cơ bản thôi, được chưa nhỉ? Được chưa? Rồi, hôm nay buổi này khó đấy, không dễ đâu. Tôi sẽ chữa, thầy bảo mấy đứa chuẩn bị cho thầy bài 4 đúng không? Bài 4 với cả câu C hôm trước ở nhà đấy. Bài 2E thì lát thầy viết tay thì gửi mấy đứa nhé. Bài 2E là bài tham số, tức là mình tìm bắc minh theo A thôi, nhưng mà không phải khó thì có cái Diệp Nhi làm được đấy. Diệp Nhi làm được đúng hết ý thầy, thì lát thầy gửi bài Diệp Nhi cho mình để tham khảo để xem qua thầy đúng không, nhấn mạnh cái đấy thôi. Là thì trước khi sang bài mới nha, trước khi sang bài mới là mình xét bài toán như sau nè, cả lớp cùng làm với thầy nhá, để xét bài toán như sau. Và hôm nay này này là xét bài toán.
là tìm mắc min. Lát nữa cuối giờ thầy chưa hết bài tập ở nhà nhé, lấy câu C bài 4 á, lát thầy chưa hết. Mắc min của y bằng cái này, sin của x trừ đi 2 cos x. Đó, tìm mắc min của sin x trừ đi 2 cos x. Nào để cho một phút nghĩ thầy ý tưởng. Một phút thôi. Nghĩ thầy ý tưởng rồi nói cho thầy. Nào. Nếu Khánh Linh nào, Khánh Linh D2 nào, nếu là em làm gì? Thử xem nào. Khánh Linh. Dạ. Nếu là em làm kiểu gì bài này? Cứ nói đi sai thôi. Con đang nghĩ đâu, con chưa nghĩ ra. Không có ý tưởng gì à? Nào, lợi nào, nếu là lợi thì lợi làm mày kiểu gì? Chưa nghĩ ra. Mà sao chuẩn bị mic đi nhá, chứ học không có mic buồn lắm mấy đứa này. Nào mai mic nào, nghĩ ra ý tưởng gì chưa? Ý tưởng thôi thì chưa cần làm. Nào, nói đi xem nào. Tôi có cái gì đấy. Tôi cho căn A bình B bình. Chia đôi căn của A bình cộng B bình. Cái tiếp đi. Ví dụ em đang nghĩ rồi. Thế bây giờ nhá, thử cái này thì sao nào? Đấy bây giờ thầy thử giải cái này thì sao? Các bạn sẽ nhận xét cho thầy vì lời giải này. Lời giải này rất nhiều người hay dùng đấy. Hôm trước là đánh giá cơ bản rồi đúng không? Mình có này. Thử lời giải này xem đúng hay sai nhé. Nào. Mình có sin x nhỏ hơn bằng 1. Công nhận với đây không? Đấy. À. Cos x lớn bằng trừ 1. Nên suy ra ngay là trừ 2 cos x nó sẽ nhỏ bằng 2. Và từ đây các bạn suy ra ngay là cái y bằng sin x trừ 2 cos x các bạn nhỏ bằng bao nhiêu? Nhỏ bằng 3. Sin x trừ 2 cos x nhỏ bằng 3. Vậy các bạn kết luận cho thầy y mắc bằng 3. Nào. Thử xem lời giải này mình có sai chỗ nào không? Người này rất nhiều lời dùng. Để sai là không nhỉ? Có ai nhìn ra chỗ sai không? Làm biết thì phát biểu nó về thế nào. Nhìn thì rất có lý đúng không? Đánh giá hết sức cơ bản. Nhưng mà có ai phát hiện ra lỗi sai cái này không? Biết cứ nói nhá, không ngại sai đâu, sai thì sửa không sao cả. Biết cứ nói. Ý tưởng thôi không sao cả. Học ở nhà các bạn phải sai nhiều vào thì đi thi không sai được. À, lời giải trên nó bị sai chỗ nào? Ai biết giơ tay nha. Đánh giá hết cơ bản đúng không? Đánh giá sin nhỏ bằng 1, ok, chuẩn quá rồi. Cos lớn bằng trừ 1, quá chuẩn rồi. Vì cos trong đoạn từ trừ 1 đến 1 mà. Suy ra trừ 2 cos nhỏ bằng 2. Quá chuẩn rồi. Vậy
sin trừ 2 cos sẽ nhỏ bằng 3. Đúng không? Vì sao thì viết thành như thế này? Thì viết thành sin x cộng với trừ 2 cos x mà. Đó. Có ai biết không? Nếu nó bằng 0 thì đang tìm mắc mà, thì đang tìm mắc mà, nếu bằng 0 sao bằng mắc là 3 rồi. Nếu bằng 0. Bằng 0 thoải mái được. Má hiểu không? Nhưng mà đây là thầy đang tìm là mắc min của nó. Sẽ có giá trị x để cho y bằng 0, ok không nhỉ? Nhưng mà đây là bài toán mắc min, không phải bài toán giải phương trình. Má hiểu không? Có ai ra chưa? Lê Nhung ra chưa? Có ý tưởng gì không? Thảo, Phương Thảo ý tưởng gì không? Em nghĩ là chắc là sai kiểu chưa khẳng định là cái dấu của nó là cái dấu lớn hơn bé hơn sẽ nó sẽ cùng chiều ấy ạ. Có cùng chiều đây em, hai cái nhỏ hơn đây, hai cái cùng nhỏ hơn đây. Em nhìn này, trừ hai cos x nhỏ bằng 2 đúng không? Hai cái cùng nhỏ hơn này. Đấy, thì cộng vào cùng chiều chuẩn được làm gì? Thì chỗ này sai chỗ này này. Bây giờ nhá, quan trọng là y mắc bằng 3, ok. Thì quan trọng là thầy bảo rồi, muốn nên thầy bảo là cái dấu bằng ý. Còn nhớ thầy dạy không? Là cái m lớn ý, cái m lớn được gọi là mắc. Là mắc khi nào? Khi chỉ khi nhỉ? Còn nhớ không nhỉ? Mình phải có hai điều kiện, là y nó phải nhỏ bằng m và phải tồn tại một cái x. Không để gì đây? Để y tại x0 bằng m. Cái điều kiện 2 nhá, là điều kiện rất là quan trọng. Để vì sao thầy bảo quan trọng là gì đây? Tránh bị ngộ nhận, tránh bị ảo tưởng. Ở bài này này, ok, đánh giá này nhá, đánh giá này thầy bảo không sai, đánh giá này không sai. Nhưng mà kết luận nhá, y mắc bằng 3 khi nào? Bây giờ quan tâm là khi và chỉ khi nào nhỉ? Khi và chỉ khi nào đây? Muốn nó bằng 3 đúng không? Thì nghe này, muốn bằng 3 thì tức là dấu bằng ở đây phải xảy ra và dấu bằng ở đây phải xảy ra, có đúng không? Hay tức là gì? Tức là đồng thời xảy ra gì? Đồng thời tức là sin x bằng 1 và cos x nó bằng phải trừ 1. Câu này mới thấy không? Đây này, muốn mắc bằng 3 nhá thì dấu bằng ở đây nó phải đồng thời là xảy ra. Nhưng mà các bạn nhìn cái hệ này có nhiệm không? Có nhiệm không nhỉ? Cái này hệ này là hệ vô nhiệm. Biết sao vô nhiệm không? Vì các bạn nhớ cho thầy này, sin mà bằng 1 thì cos buộc phải bằng mấy? Sin bằng 1 thì cos buộc phải bằng 0. Mà ở đây cos là trừ 1 cơ. Hệ này chắc chắn là vô nhiệm. Đây là bài toán này là trông thế thôi nhưng mà nó là bài toán sai nhá, sai. Đúng không? Vậy cái này đúng là gì? Ok, hiểu lỗi sai chưa mày được ạ? Hiểu lỗi sai không? Vậy cái này đúng nhá. Cái thằng đúng này, cái thằng đúng chính là cái phần 3 của ngày hôm nay đấy, phần 3. Rồi, cái thằng đúng nha. Nội dung chính hôm nay là ngày phần 3. Và mắc min của hàm có dạng thuần nhất. Đấy, cái làm đúng là nội dung bài hôm nay đấy, dạng thuần nhất. Gạch chân cho thầy từ thuần nhất vào. Cái phương trình này thì mình đã giải nhiều rồi đúng không? Thuần nhất giải quá nhiều rồi. Nhớ là mắc min phải có dấu bằng xảy ra khi nào nha. Tránh bị ngộ nhận. Là ví dụ trên thầy làm sai đấy, tránh ngộ nhận chỗ đấy. Thầy nhắc lại dạng thuần nhất đúng không? Dạng thuần nhất. Thì cái dạng của nó ấy, khi các bạn hàm cái này này, dạng của nó là có cái dạng là y bằng a sin x cộng b cos x cộng
cộng C. Đây. Cái x này nó là tượng trưng thôi nhá. Thầy vẫn quan trọng về đứa rồi, x này nó chỉ là tượng trưng thôi. Quan trọng nó phải là gì nhỉ? Còn nhớ không? Cùng cung. Cùng một cung, nhớ cho thầy nhá. Cùng một cung. Rồi. Nào. Thì cái phương pháp làm tổng quát ý, thì trong cái phần này này các bạn phải chú ý cho thầy. Các bạn nhớ lại cho thầy chỗ này nhá, một cái chú ý nhỏ. Chú ý nhỏ. Nhớ lại thôi, cái dạng là A sin U cộng B cos U bằng C. Cái này có nghĩa khi nào? Phương trình có nghĩa khi và chỉ khi là A bình cộng B bình phải lớn bằng C, C bình. Thì cả buổi cái chủ đạo hôm nay là mình dùng cái này, đây là cái chủ đạo hôm nay. Chủ đạo của ngày hôm nay mình sẽ dùng cái này. Đó, chủ đạo ngày hôm nay nhá. Nào. Cái này trắc nghiệm các thầy cô sẽ cho các bạn làm nhiều đấy, trắc nghiệm dùng nhiều cái này đấy. Tức là bài toán này hay hỏi trắc nghiệm lắm. Rất là hỏi rất là nhiều. Ta sẽ đưa ví dụ 1 luôn, ví dụ 1. Chính là bài toán ở trên. Tìm max min của hàm số. Tìm max min của hàm số. Hàm số thì cho là gì đây? Là y bằng sin x trừ đi 2 cos x. Rồi. Thầy không cho tổng quát ngay nhá, thầy cho các bạn làm ví dụ tường minh đã. Rồi tổng quát thì sẽ đúc kết sau. Dạy khác mỗi năm một chút. Thầy không cho tổng quát ngay. Rồi. Thì cách làm nhá. Cách làm này. Các bạn coi cho thầy. Các bạn coi cho thầy nhá. Coi cho thầy cái y này, các bạn coi nhá, nó là tham số thôi. Nó là tham số thôi. Ok không nhỉ? Thì các bạn dễ dàng rút ra cho thầy là mấy, nháp cái chỉ là nháp trong đầu thôi. A là mấy nhá? A là 1, B là trừ 2, C mình chính là giá trị y không? Tham số không? Nghe này, để có max min, đúng không? Tức là mình phải tồn tại x. Nghe kỹ nhá, không hiểu vì sao nó tự nhiên đâu. Để có max min, tức là mình phải tồn tại x. Đúng chưa? Mà muốn tồn tại x được ý, thì phương trình này này, phương trình này nó phải thế nào đấy? Phương trình y bằng cái gì đấy? Nó phải có nghiệm. Bây giờ mình ghi câu này. Để phương trình có nghiệm. Khi và chỉ khi là gì nhỉ? Là 1 bình cộng với cả trừ 2 bình phải lớn bằng gì nhỉ? Lớn bằng y bình. Đúng không? Hay tương đương gì đây? Y bình phải nhỏ bằng mấy? Nhỏ bằng 5. Đến đây các bạn Casio cho thầy thôi. Quá đơn giản. Tức là trừ căn 5 nhỏ bằng y. Y nhỏ bằng căn 5. Vậy các bạn suy ra ngay cho thầy nha. Max y trên R bằng căn 5. Khi và chỉ khi gì nhỉ? Khi và chỉ khi là gì đấy? Thầy dạy rồi. Cho hẳn cái y bằng căn 5 thôi. Mình tìm ra x đúng không nhỉ? Tức là sin x trừ đi 2 cos x bằng căn 5. Cái phương trình này các bạn làm được không? Chia cả hai vế cho căn 5 đấy. Nhưng mà thôi nhá, vì nó dài cũng dài nhá. Để nguyên thầy. Mini trên R bằng trừ căn 5. Khi và chỉ khi gì nhỉ? Sin x trừ 2 cos x bằng trừ căn 5. Đó. Ok chưa? Ví dụ 1. Max min. Vậy bài này max, max là bao nhiêu? Max bài này của mình nha. Max nó sẽ là căn 5. Đúng không? Min nó sẽ là trừ căn 5. Nhớ cho đây. Max là căn 5, min là trừ căn 5. Tránh sai anh tinh nha. Tú Anh nghe cái này có hiểu không?
Linh Nhi nghe có ok không? Linh Nhi. Nắm được cái dạng này chưa? Rất là dễ đúng không? Tôi lấy nhẹ nhàng. Nhớ dạng thuần nhất nhá, phương trình dạng thuần nhất rất là cơ bản rồi. Được chưa mày đứa? Nào, ví dụ 2 này. Làm tương tự cho thầy nhé. Ví dụ 2. Để cho 3 ví dụ dễ trước. Tương tự thôi. Tìm mắc min của hàm số y bằng 3 lần sin x cộng cos x trừ 2. Rồi. Tương tự nhá, để cho các bạn 2 phút triển khai cho này. 2 phút triển khai. Nào, một đứa đọc cho thầy cách làm nha. Nào, gọi một đứa nào. Nên là dễ thôi. Khôi nè. Đọc thầy cách làm là Khôi. Cho 3 bình cộng 1 bình lớn hơn bằng trừ y trừ a thân của bình. Trừ y trừ 2 á. Nào, đầu tiên mình chuyển, là 2 thôi. Chuyển vế cho thầy ra. Đưa để đúng dạng thôi. Tức là 3 sin x. Bài bình. Cộng cos x bằng y cộng 2. Đúng không? Xác định nhanh về A, B, C nào. A là 3, 3. 1, C là gì? Y cộng 2. Cái này chỉ nháp thôi nhá, nhớ là nháp thôi. Nháp thôi. Đúng không? Vậy tương đương ngay là để phương trình có nghĩa. Tương đương gì nhỉ? 3 bình. 3 bình cộng 1 bình. Bình. Lớn hơn bằng y cộng 2 tất cả bình. Rồi rút gọn cái này ra gì nhỉ thôi nhỉ? Là 10 sẽ lớn hơn bằng y bình cộng 4y cộng 4. Rồi tức là trừ 6 và nhỏ bằng 0 đấy. Đúng không? Casio cho thầy y ra bao nhiêu? Đây cả đề thì chưa bấm. Bấm đúng chiều máy tính nhá, các bạn chú ý thầy, bấm đúng chiều. Nó là cái tác thức bậc 2 đấy, nhưng bấm đúng chiều đấy. Ra chưa? Một đứa ra bao nhiêu?
Ủa, lâu thế? Nước Casio thôi mà. Em bấm ra cuộc sống rồi. Ra lọc căn như này sẽ là trừ 2 này. Cậu mấy ở căn căn 10 này. Nhỏ bằng y này. Y nhỏ bằng là 2. Cộng căn 10. Để nguyên căn nhá. Vậy suy ra ngay. Mắc y trên r bằng gì? Bằng là 2 cộng căn 10. Những bài này thì các thầy cô yêu cầu là không tìm x nào yên tâm. Và mini trên r sẽ bằng là trừ 2 cộng với căn 10. Ok chưa? Rồi, đơn giản đúng không? Ngọc Linh nghe ok không? Ngọc Linh và Chất Mai hai đứa nghe hiểu không? Ừ. Rồi, nhớ làm bài tập ở nhà đầy đủ là được. Tuần này chủ nhật có một bài kiểm tra test nhỏ nhá, 30 phút thôi, vào đúng giờ này. Điểm cao có thưởng. Đấy. Ok. Thế ví dụ 3 làm kiểu gì? Nốt ví dụ 3 thôi. Mà cơ bản thôi, đúng dạng luôn. Tìm max min của hàm số y bằng sin bình của 2x cộng 2 lần sin x cos x cộng 3 cos bình. Để sorry, đây là gọi là 2x. Rồi, ok. Nào, 2 phút triển khai thử ý tưởng này. Nhớ là phải đưa về cái dạng thuần nhất cho thầy. Đưa về dạng thuần nhất. Hai phút cho thầy ý tưởng. Nam nè, Nam cho thầy ý tưởng bài này nè, em làm cái gì? Nam. Em chưa nghĩ ra thầy ý tưởng. Ừ, đang ngủ à? Chỉ hai dự đầu không? Vào sau. Chỉ hai dự đầu không? Có hiểu cái một cái hai không? Ừ, máy cô chết chậm. Ừ, nghĩ đi. Cố gắng là đưa thầy về dạng thuần nhất. Toàn là cho thầy ý tưởng nào. Alo. Chia cốt bình á. Ừ. Đừng đừng làm phức tạp thế thì mình, cái y của mình sẽ dính vào tan đấy, là khó làm. Toàn hiểu không? Mình sẽ làm đơn giản hơn đi. Đưa về thuần nhất bằng cách gì nhỉ? Thuần nhất tức là gì đây? Bậc của mình nó chỉ là bậc mấy thôi? Bậc 1 thôi Toàn ạ. Còn nhớ thuần nhất không thì dạy rồi. Bậc của mình nó chỉ là bậc 1 thôi. Vậy cái đấy bậc 2 đúng không? Toàn ok không? Nó bậc 2 không? Vậy muốn đưa về bậc 1 thì Toàn làm cái trò gì nhỉ? Cho gì đấy? Còn nhớ không? Từ bậc cao mà đưa về bậc bé đúng không? Thì chơi cái trò gì nhỉ? Trò hạ hạ bậc. Nào Toàn hạ bậc cho thầy nè. Hạ bậc cho thầy cái sin bình x nè. Còn nhớ không? Sin bình A hạ bậc trò gì nhỉ? 1 trừ đi cos của 2A trên 2 và cos bình A hạ bậc trò gì? Cốt của 2A trên 2.
Ok ông Toàn. Nào hạ bậc cho thầy nào. Để cái miệng gần vào mic đi, nó hơi bé, để chưa nghe rõ. Gần mic một chút. Nó sẽ là gì? Một thì đây. Trừ cốt bao nhiêu? Bốn x. Sen 2 cộng với cái gì? 2 sin cos x nó chính là gì đấy? Còn nhớ không? Sin 2 cos x thì bằng sin của mấy x nha? Sin của 4x. Đúng rồi, sin 4x cộng với cả 3 nhân với gì? 1 cộng cos cộng cos 4x trên 2. Ờ, giúp con lại cho thầy là nó bằng gì? Cộng sin 4x cộng 2. Đến đây Toàn ok chưa? Rồi thì cho một chút thời gian Toàn tìm mắc minh cho thầy bài này nào. Một chút thời gian, cho Toàn một phút tìm thấy mắc minh ra bao nhiêu. Đến đây mày ok chưa? Mày đang được không? Lại chuyển vế đi đúng không? Đấy, để cho một chút thời gian làm cái này nhé. Ok, Toàn có giống thầy không? Toàn giống là 2 chỉ cần 2 và 2 cũng cần 2 không? Có. Rồi đấy thì các bạn nào chưa làm được phần trên thầy nhá, cố gắng là mình đưa về dạng phần thuần nhất. Đấy, cơ bản thì thôi, rất là dễ đúng không? Yên tâm mà khó dần nhá, cứ yên tâm. Nào, bây giờ nhá, thầy xem cái bên lý thuyết tay trái này, vậy bây giờ mình có tổng quát như sau. Tổng quát như sau. Tổng quát cái này trắc nghiệm các bạn áp dụng luôn cho thầy nhá. Cái hàm y bằng a lần sin u, trắc nghiệm lại các trường văn nội hay phòng mình ấy, áp dụng luôn cho thầy. Cộng b cos u cộng c, được chưa? Thì các bạn dễ dàng suy ra ngay y mắc sẽ bằng căn cộng b bình cộng c, và y min sẽ bằng trừ căn của a bình cộng b bình cộng c. Đó, cái mắc một cái min, nhớ nhá. Tức là cái đầu giờ và cái mai nó gần đúng rồi đấy, và chia cả hai vế cho căn của a bình cộng b bình ấy gần đúng rồi. Nếu mà cho chút thời gian nữa thì chắc cũng thi cũng ra được. Được chưa nhỉ? Chép cái này áp dụng cho thầy nhá. Áp dụng nhanh bài 3 này. À, áp dụng nhanh bài 4 cho thầy. Bài 4 áp dụng nhanh nhá. Áp dụng tổng quát này vào bài 2 cho thầy. Thì đúng là a là 3 không? B là 1 không? Vậy căn lên nó chính là căn 10 chưa? C bài này nó là gì nhỉ? C bài này nó là -2. Đây phải là -2 chỉ căn 10. Thế này thì bị lỗi chỗ này này. Đây phải là -2 chỉ căn 10. Đây là -2 cộng căn 10. Đó. Áp dụng ngay cho thầy đúng không nhỉ?
C là 92. Rồi, thế bài này làm kiểu gì cho thầy đây? Bài 4. Ví dụ 4. Tìm max min của hàm y bằng cái này. Sin x 2 cos x cộng 1. Rồi thầy chia cho sin x cộng cos x cộng 2. Ra 2 phút cho thầy ý tưởng làm bài nào. Thầy có ý tưởng không? Mắc khi tử mắc mẫu min mấy cả, còn min thì ngược lại là thấy, xong rồi tìm từ của từng cái. Ngọc thì kiểm tra xem có dấu băng không, quan trọng dấu băng kiểm tra hay không. Ngọc hiểu ý thầy không? Đấy, quan trọng dấu băng kiểm tra hay không. Thầy mới bảo nói nhị lý tưởng, em còn chưa nháp ra. Cũng là một ý tưởng nhưng mà kiểm tra thử có vẻ đúng, có vẻ đúng. Nào, có ai có ý tưởng khác Ngọc không? Đơn giản thôi, đừng phức tạp quá. Đơn giản thôi. Có ai có ý tưởng khác Ngọc không nhỉ? Thủy có ý tưởng gì không? Thủy lấy 1 đấy. Chưa. Ngân lấy 7, có ý tưởng gì không? Chưa. Thoạt nhìn qua thì có vẻ là không phải dạng của mình đúng không? Đấy. Không phải ngẫu nhiên thầy đưa cái bài này vào đâu. Vẫn là dạng mình đang học đấy. Tinh tế một chút thôi. Huy có ý tưởng gì cho Huy? Em chưa. Nào, cố gắng đưa ra cái dạng mình đã học. Diệp Nhi có ý tưởng gì không? Em chưa ạ. Ô, chưa ai ra à? Nào, đưa về dạng gói mình đang học. Đấy, cố gắng đưa về dạng gói mình đang học. Hết sức cơ bản thôi. Hoàng Trang có ý tưởng gì chưa? Hoàng Trang. Em mới nghĩ giống bạn Ngọc thôi ạ. Nghĩ thoáng một chút. Cái Ngọc đánh giá là những bài toán khó lắm mới chơi kiểu đấy thôi. Những bài toán mà khó mới chơi kiểu đấy được. Còn bài toán này vẫn là cơ bản thôi. Mình nghĩ đơn giản một chút. Khánh Linh có ý tưởng gì chưa? Ô, lớp mấy chục đứa này mà chưa ai ra ý tưởng nào à? Ly, Khánh Ly. Con chưa ra đâu thầy ơi. Bây đơn giản nhá, nghe này. Đơn giản một chút này. Trên từ
cũng có dạng thuần nhất không? Trên tử mình là dạng thuần nhất, mình được ok không? Đấy. Dưới mẫu mình cũng là dạng thuần nhất không? Đúng không nhỉ? Vậy bây giờ nhá, cái y này mình coi là một số thôi. Mình coi một số thôi. Mình phải cố gắng đưa về dạng mình đang học thôi. Mình bây giờ chỉ đơn giản. Tức là thầy quy, quy đồng. Thầy quy đồng như sau này. Thầy sẽ viết thành y nhân với cái này. Sin x cộng cos x cộng 2. Đúng không? Bằng sin x cộng 2 cos x cộng 1. Mày đều ok không? Ok chưa? Đến đây thì nhóm nhá. Thì nhóm như sau này. Thì nhóm sin với sin một cụ. Sin với sin một cụ. Có đúng không? Sin với sin một cụ thì tức là gì nhỉ? Mình có thế là hệ số sẽ là gì? Y trừ 1 nhân với sin x. Có hiểu không đấy? Tương tự cho cos với cos. Nó sẽ là y trừ 2 nhân cos x. Đúng không? Cộng 2y trừ 1 bằng 0. À, nhắc nhanh cho thầy. Mình nhẩm nhanh trong đầu cho thầy. Ở đây A là mấy? A là y trừ 1. B là mấy? Y trừ 2. Thế C là mấy? 2y trừ 1. Các bạn chuyển vế cũng được mà không chuyển vế cũng được. Không sao cả, không chạy hiểu gì đâu. Hiểu vấn đề không? Vậy bây giờ mình ghi nhé. Là mình ghi vào gì đấy? Để phương trình sao có gì? Có nhiệm, đúng không? Tương đương ngay là gì? Là y trừ 1 bình, tức là a bình này, cộng với cả y trừ 2, tất cả bình này, lớn hơn bằng gì? C bình, tức là 2y trừ 1 bình. Rồi ok, thầy cho các bạn 1 phút hoàn thiện cho thầy nốt cái này. 1 phút hoàn thiện cho thầy. Đấy, thầy sẽ đưa bài toán cơ bản rồi nhá. Đã đưa về thành công rồi lại. Thầy cho 1 phút hoàn thiện cho thầy. Nào, cho kết quả nào. Casio được chưa? Nào. Minh Phương nào, cho thấy kết quả nào. Em giúp bọn được chưa? Minh Phương. Kết quả là gì? Minh Phương nào? Nó gọi là gì đây? 2y bình, đúng không? 2y bình cộng với cả 2y trừ 4 nhỏ bằng 0. Dễ dàng Casio được, mình có là trừ 2 nhỏ bằng y, y nhỏ bằng 1. Đó, vậy mình có ngay mắc y là bao nhiêu? Mắc y trên r, đúng không? Bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 1. Dấu bằng xảy ra khi nào các bạn? Cho y bằng 1 cho thầy đấy nhá. Để chương trình thôi, không có gì cả. Và mình có mini là bao nhiêu? Trên R trừ 2. Hiểu ra này chưa mấy đứa? Ok không? Bài toán hết sức cơ bản, được chưa nhỉ? Cố gắng là phải đưa về học ít mẹo thôi. Thầy khuyên mấy đứa là học ít mẹo thôi. Mình phải đưa về những cái quen thuộc mình đã biết. Ok không? Chứ mà các bạn cứ nhồi nhét vào đầu đống mẹo ấy thì cũng không hay cho lắm. Vì học nhiều mẹo nó chỉ là các bạn bị phụ thuộc vào thôi. Ok không?
cố gắng nha, đánh giá một chút thôi. Bốn em mới khó đấy, không phải dễ đâu. Hiểu cái này chưa mày nữa? Thùy Dương nghe có hiểu không? Văn Minh nghe ok không? Nắm được cái này không nhỉ? Rồi, cho một bài tương tự nhé. Một bài tương tự. Tương tự như sau. Này, thì vấn đề là cho bạn chép. Ví dụ. Năm nào? Tìm mắc min. Của hàm số. Y bằng như sau. Sin x cộng 2 cos x cộng 3 chia cho 2 sin x cộng cos x cộng 3. Ok. Nào. 3 phút hoàn thiện cho thầy. Tương tự không? Cho bạn 3 phút. Và làm xong chắc kết quả đến nhóm nhé, để check xem đúng hay sai. Xong rồi gửi đến nhóm cho thầy. Để xem là mắc min các bạn tìm đúng không. Một bạn ra rồi đây. Ok. Nhanh phết đây, tốc độ tốt đây. Trang xem lại nhá. Kết quả Trang cho đúng rồi. Xem lại cho thầy. Nào. Tốc độ này ổn đấy. Ngân nào, Ngân D7 nào. Đọc cho thầy cách làm nào. Ngân. Nào, đọc thầy cách làm nào. Tương đương gì nhỉ? Tương đương với Y nhân với 2 sin x cộng cos x cộng 3. Rồi bằng gì? Bằng sin x cộng 2 cos x cộng 3. Rồi, rút gọn lại cho thầy. Em rút gọn chưa? Rồi. Đọc cho thầy nào. 2 y trừ 1 nhân sin x. Đúng rồi. Tiếp. Cộng với y trừ 2 cos x. Ok. Tiếp. Cộng với 3 y trừ 3 bằng 0. Ok, vậy để phương trình có nhiệm. Tương đương gì nhỉ? 2y trừ 1 tất cả bình. Đúng rồi, cộng. Cộng y trừ 2 tất cả bình. Lớn bằng gì nhỉ? Học bằng 3y trừ 3 tất cả bình. Rồi, rút gọn cái này chưa Ngân? Chưa. Nào, nhằm cho kết quả nhá. 4y bình, rút gọn cái này không vấn đề gì đúng không? 4y bình này,
bên này là có 18, bên này có 18, bên này có trừ 8, vậy sẽ là trừ 10y. Bên này có 5, bên này có 9, cộng 4, nhóm bằng không. Ngân cho thầy máy tính nào, quả bao nhiêu? Các bạn quen cách nhẩm của thầy nhá, thầy có dạy các bạn cách nhẩm đấy. Tức là nhẩm bậc từ cao xuống thấp, trắc nghiệm buộc phải làm từ đấy mới nhanh được. Chứ các bạn nhân phá là các bạn rút gọn thì rất là lâu. Mời mình tính ra bao nhiêu nhỉ? Phần 2 nhỏ bằng y, y nhỏ bằng bằng 2. Vậy mình có mắc y bằng 2 và mini chia r bằng 1/2. Đó. Hiểu chưa? Mời đỡ ok không? Tuyết Mai nghe có hiểu bài này không? Tuyết Mai. Hai cái phanh nghe ok không? Hai cái phanh này ấy. Nghe ổn không nhỉ? Có ạ. Ừ. Cố gắng nhá, là thầy khuyên mấy đứa cái lớp 12 cũng thế thôi. Học rất ít mẹo thôi, phải hiểu bản chất của nó là cái gì. Cố gắng đưa những bài toán lạ về những cái mình đã biết, đấy mới là học nhé, chứ không phải là nhét đống công thức vào đầu, nhét đống mẹo vào đầu đâu. Đấy. Phải vận dụng để đưa về những bài toán quen thuộc, đấy mới là cách học nhé, chứ không phải là. Tất nhiên là các bạn cũng phải có một số cái nền cơ bản đúng không? Thì mới đưa về cơ bản được. Thế này, không phải cái nào cũng làm được, ví dụ bài này thì sao? Bài này các bạn làm kiểu gì? Nào. Trông là tương tự thôi nha, nhưng mà sẽ bị lúng túng đấy. Các bạn sẽ lúng túng chỗ này. 2x trông tương tự thôi. À, 3 sin x trừ 1 nào. Câu hỏi của thầy 3 sin 2x. Vẫn là tìm mắc min nhé. Tìm mắc min của y. Rồi, thì mắc min của hàm số y. Nhớ bài toán này phải là cùng một cung nhá, cùng cung và dạng thì là dạng thuần nhất, tức là bậc thì chỉ là bậc một thôi. Bậc nào mà quá một thì các bạn có thể các bạn phải làm giảm bậc nó đi. Mà nào có kết quả chat lên nhá. Chat lên cho thầy xem giống nhau không. Mắc là bao nhiêu, mình là bao nhiêu. Sau ví dụ 6 này thì cho rút ra tổng quát để các bạn nhìn nhận vấn đề cho hợp lý hơn, mới cả làm trắc nghiệm cũng nhanh hơn. Đó. Chưa ai ra à? Nào. Mai Phương nào, là cùng thầy nào. Mai Phương là cùng thầy. Ủa?
Mát xuống đâu? Con bé này là đi đâu rồi? Nào, Lưu Lan à, Lưu Lan là cùng thầy. Lan. Nào cứ làm cùng thôi, làm cùng đã. Mở mic lên, làm cùng thầy. Tên lương gì nhỉ? Y này, nhân với cả 3 sin 2x trừ 1 bằng 2 sin 2x trừ cos 2x. Ok, biến đổi cái này chưa? Giữ gọn cái này là 3y trừ 2 nhân sin 2x. Rồi, tiếp cộng cos của 2. Rồi, tiếp đi. Trừ đi y bằng 0. Không. Bây giờ để phương trình có nhiệm khi nào nhỉ? Có nhiệm tương đương gì? Đọc cho thầy tương đương gì? 3y trừ 2 bình. Ok. Tiếp tục. Một bình lớn bằng gì nhỉ? Bằng y bình. Rồi, rút gọn cho thầy là tức là 8 y bình này, thì cho kết quả luôn trừ đi 12 y này cộng 5 lớn bằng 0. Nào Lan giúp thầy bấm máy tính nè. Ghi ra y thế nào đây? Đúng với mọi y. Đúng với mọi y à? À cái này là với mọi y. Với mọi y. À với mọi y tức là y mình thuộc gì nhỉ? Tức là suy ra y thuộc gì đấy? Y thuộc error. Đúng không? Y thuộc error. Vậy Lan xem cái bài này có mắc min không? À Lan. Bài này của Lan có mắc min không? Không. Đúng rồi, các bạn nghe nhá. Ở câu 4, câu 5 này các bạn nhìn cho thầy này. Nhìn kỹ các bạn. Mời người nghe này, cho tránh lỗi sai. Ở câu 4, câu 5 nhá. Là y của thầy ấy, giải ra. Nó phải thuộc một đoạn nào đấy. Đúng không? Khi giải y xong ấy, cái y phải thuộc một đoạn nào đó. Thì mới có mắc và có min. Mời được công nhận không? Đấy. Bài 4 cũng thế này, bài 5 cũng thế này. Nhưng mà riêng bài 6 y thuộc gì đây? Y thuộc R, tức là các bạn hiểu cho thầy này. Cái y có bị chặn không? Y không bị chặn, đúng không nhỉ? Y không bị chặn tức là mình suy ra ngay là gì? Không bị chặn thì làm gì có mắc min đúng không? Để suy ra ngay là không có, không tồn tại mắc y. Làm gì? Nhớ nhá, không phải dạng này ấy. Bài nào có mắc có min đâu, chú cho thầy đấy. Trắc nghiệm của họ hay lừa chúng mày chỗ này lắm đấy, cẩn thận. Ok chưa? Đấy, chép qua cho thầy đi để sang tổng quát. Không phải chỗ nào cũng có mắc min nhá. Được chưa nhỉ? Bây giờ nhá, sẽ sang cái tổng quát này. Cái tổng quát cái hàm này như sau. Tổng quát cái hàm y bằng a1 nhân sin u cộng b1 nhân cos u cộng c1. Trắc nghiệm hay dùng với nhá, các bạn cẩn thận với thầy. Cộng c1
Mẫu là gì? Mẫu là A2 nhân sin U cộng B2 nhân cos U cộng C2. Cái dạng này nhé là không phải khi nào cũng có mắc min. Là bây giờ đố mới đưa biết khi nào cái hàm này tồn tại mắc min nhỉ? Khi nào? Nhìn ba ví dụ cho thầy. Đúng có thưởng nha. Trả lời lý thuyết thôi, đúng có thưởng. À. Khi nào cái hàm này có mắc có min? Nhìn ba ví dụ cho thầy. Và xem có gì đặc biệt không? Bạn nào phải cho 2 phút nghĩ thử. Khi nào hàm này mình có mắc có min nhỉ? À, không khó đâu, nghĩ để xem. Khi nào hàm tổng quát này có mắc có min? A2 bé hãng không? Chưa đúng, gần đúng không? Chưa đúng. Chưa đúng là nào, nghĩ thêm đi. Đừng có quà nhá, như lần trước ấy, các bạn khác ấy, thế thôi. Hàm số có mắc min khi nào? À, có ai nhìn ra vấn đề không? Mở vở ra xem lại ba ví dụ cho thầy. Ba ví dụ. Mẫu khác không tức là gì? Khôi gần đúng không? Mẫu khác không gần đúng rồi đấy. Nói rõ hơn đi. Tức là gì? Mẫu khác không là điều kiện đúng không? Điều kiện mẫu khác không thì mới có nghĩa được đúng không? Đây là điều kiện của mình không? A1 trên A2 chưa đúng. Cái ly chưa đúng. À, nghĩ thêm đi. Nào nghĩ xem nào, cứ nghĩ thoải mái nhá, thì cho một phút nữa nghĩ. Khôi gần đúng rồi đấy, ý tưởng của Khôi gần đúng rồi đấy. Nào nghĩ thì xem. Chưa đúng, Thảo chưa đúng rồi. Đó, nhìn ba ví dụ mờ mờ ra xem ba ví dụ có gì đặc sắc không. À, có ai ra chưa? Gợi ý nhá, để cho thầy cái mẫu, để cho thầy cái mẫu, gợi ý thêm một bước rồi đấy, để cho thầy cái mẫu và nhận xét gì về cái mẫu của ba ví dụ, cái mẫu của nó nha, nhận xét gì cái mẫu của ba ví dụ. Đấy, để cho thầy cái mẫu. Tất nhiên là cùng cung rồi, mình đang xét những bài toán phải cùng cung rồi. Khác cung thì đâu phải dạng này em. Kể cả ví dụ 6 thì có sửa như thế này là cũng vô nghiệm thôi. Giả sử thầy có sửa như thế này đi. Thầy có sửa như thế này. -2 chẳng hạn thì cái này cũng không có mắc min đâu. Đấy. Giả sử ví dụ 6 thì có sửa thành là 3 sin x cộng cốt 2x trừ 2 thì nó cũng vô nghiệm thôi. Đấy, để cho rất đặc biệt một chút. Thì cái này vẫn vô nghiệm thôi. À, vẫn không có mắc min. Để cái mẫu một chút cho thầy nha. À, cứ chat gửi cho thầy cũng được.
Chưa ai ra à? Không khó lắm đâu, nhìn cái mẫu cho kỹ nào. Để tránh đặc biệt nhé, tránh đặc biệt này, thầy sửa cái thành số 4 chẳng hạn, cho bạn đỡ bị ngộ nhận. Sửa số 4 này này, thì bài này vẫn có mắc min. Ví dụ 5 nhé, trong ví dụ 5 ý, thầy sửa số 3 thành số 4, thì bài này cũng có mắc min. Đấy, cũng có mắc có min. Nào, có ai nhìn ra chưa? Không phải Ngọc ạ. Đây Ngọc, ví dụ 5 này thì sửa lại này. Ví dụ 5 thì sửa lại nhé. Vẫn có mắc min. Đấy. Mở hệ số tổng khác nhau. Nào. Thì sửa lại một chút hệ số cho các bạn đỡ bị ngộ nhận nha, đỡ bị ngộ nhận nha. Chỗ này thì sửa số 5 cũng được này. Sửa số 5 cũng được này. Đấy. Vẫn có mắc min bài 4 nha, vẫn có mắc min. Thì sửa số 5 cũng được. Cho bạn đỡ bị ngộ nhận. Gần đúng rồi Trang, gần đúng rồi. Nói rõ hơn một chút nữa, gần đúng rồi. Có ai nhìn ra chưa? Không khó đâu, nhìn cái mẫu này, nhìn cái mẫu. Hoàng Trang gần đúng rồi đấy. Thằng Khôi ý tưởng gần đúng rồi này, Khôi ý tưởng gần đúng này. Trang gần đúng rồi. Minh chưa đúng. Trang chưa đúng rồi. Nào. Ô chưa ai ra à? Năm ngoái đấy, đọc nhìn ra luôn. Năm ngoái thì nhiều đứa ra. Nhận xét gì về cái mẫu của ví dụ 4, ví dụ 5? Đấy, là một cụm. Ví dụ 4, ví dụ 5 có mắc min đúng không? 4 và 5 có mắc min này. Cái mẫu nó như thế nào? Ví dụ 6 không có mắc min thì cái mẫu nó như thế nào? Đấy. Nhận xét gì vì để ý cho thầy cái mẫu nha. Quá ra chưa? Là một phút nữa mà không ra để chữa này. Đấy là cái mẫu. Ví dụ 4, ví dụ 5 và ví dụ 6. Đấy. Có mắc min thì mẫu là thế nào? Và câu 6 không có mắc min thì mẫu nó thế nào đấy? Khôi chưa đúng rồi. Trang gần đúng rồi. Gần đúng rồi. Gần đúng. Không, Mai Mít nhìn như thế này. Thầy vừa sửa rồi đấy. Thầy vừa sửa là mẫu nó rộng toàn nhất đấy. Bài này cũng không có mắc min đâu. Nếu thầy sửa như thế này thì bài này cũng không có mắc min. Đấy. Thầy sửa lại cho các bạn đỡ ngộ nhận rồi. Cái Trang gần đúng rồi nhá. Trang gần đúng rồi. Có ai để ý cho thầy không? Nào. Bây giờ nhá, cái mẫu này này. Cái mẫu này là Cynic là một đứa này. Ngọc gần đúng. Nào, bây giờ cái phương trình mẫu phương trình 4 nhá. Cynic cộng cos x đúng không? Cộng 2 bằng 0. Đấy, phương trình này thế nào mấy đứa nhá? Phương trình này thế nào? Nó vô nhiệm. Vô nhiệm, đúng không? Tức là điều kiện ý, khi các bạn điều kiện đúng không? Mình thường gọi điều kiện là gì? Điều kiện là sin x cộng cos x cộng 2 khác 0. Nhưng mà vì phương trình bằng 0 vô nhiệm rồi nên cái khác 2 là luôn luôn đúng. Đúng không? Luôn đúng, tức là tập xác định của mình là trên E, R, các bạn nhìn thấy chữ R đấy không? Tập xác định mình là trên E, R. Hiểu chưa nhỉ? Vậy bây giờ nhá, tổng kết lại cho thầy. Là muốn hàm số có mắc min ấy, tức là cái phương trình mẫu số, cái phương trình
A 2 nhân sin u cộng B 2 nhân cos u cộng C 2 nó phải bằng không, nó phải vô nhiệm. Đúng không? Hay nói khác là gì nhỉ? Nói khác là gì? Học vẫn đúng không? A 2 bình cộng B 2 bình phải nhỏ hơn hẳn C 2 bình. Không có dấu bằng nhá, Ngọc nhá. Đấy. Ok chưa? Tức là mẫu phải vô nhiệm. Còn ví dụ 6 này, các bạn nhìn nhá, ví dụ 6. Ví dụ 6 thì phương trình mẫu này có nhiệm chưa? Có nhiệm mất rồi. Thì bây giờ mình chốt lại ngay là hàm số không có mắc min khi và chỉ khi là gì đây, là a 2 bình a 2 nhân sin u cộng b 2 nhân cos u cộng c 2 bằng không, nó phải có nhiệm. Hay nói khác là gì nhỉ, nói khác là gì, a 2 bình cộng b 2 bình nó phải lớn bằng c 2 bình. Tất nhiên là thầy đang xét điều kiện là u của thầy là không có điều kiện gì nha, u là không có điều kiện gì. Nói chung là cái mẫu mà có nhiệm ý, thì không có mắc min. Nó chỉ có một trong hai thôi, sẽ không có cả mắc cả min. Thường là thế. Các bạn ok chưa? Đấy, chép thì tổng quát rồi nha, trắc nghiệm nó hỏi biết nhận dạng ngay. Đây này, ví dụ 5 này, ví dụ 5 cũng thế, mẫu vô nhiệm chưa? Đúng mẫu vô nhiệm không? Đấy. Mẫu vô nhiệm chưa? Rồi, như ví dụ 6 thì thầy mẫu có, cái này là có nhiệm. Đúng không? Nên là không có mắc min. Học các bạn phải để ý một chút vấn đề và nó là cái hiện tượng thôi. Khi mình để ý ấy, thì mình sẽ hiểu bài hơn. Nhớ nhá. Đấy, buổi hôm nay phần 3 của mình ấy, nó chỉ thế này thôi. Nó chỉ như thế này thôi. Rồi. Tạm thời chưa được quà nhá. Tôi cho một câu hỏi mở này, ví dụ 7 này. Khó một chút này, lấy quà nhé, không khó lắm đâu. Ví dụ 7. Hù một tí này. À. Cho y bằng cos x cộng a lần sin x cộng a lần sin x cộng 1 chia cho gì? Chia cho cos 3x cộng 2. Đấy. Đố mày đấy biết thằng này có mắc min không? Sorry, cos x cộng 2 thôi. Đố mày đấy biết thằng này có mắc min không? Chắc không thể nào. Hàm này có mắc min không? Dựa vào dấu hiệu. Hàm này có mắc min không nhỉ? Nào đố mày đấy biết có hay không? Dựa vào dấu hiệu vừa biết. Có không nhỉ? Có đúng không? Vì sao? Vì cái mẫu vô nhiệm. Ok không nhỉ? Bây câu hỏi của thầy nhé. Câu hỏi này. A là tham số nhá. Tìm A để mắc Y bằng 1. Ok. Nào. Để cho 3 phút chuẩn bị cho thầy bài này. 3 phút chuẩn bị thầy bài này. Tìm A để mắc Y bằng 1. À, 3 phút chuẩn bị nha. Không khó đâu. Các bạn làm dứt từ thôi. Nó cho cái gì làm cái đấy. Không ngậm mực một chút nào nha. Hoàn toàn tự nhiên.
a bằng cộng trừ 1 hoặc lớn hơn. Chốt làm kết quả được không? Chốt lại đi. Gần đúng không? Mà có ai xung phong làm bài này không? Có ai xung phong không? Sai thì thôi. Có ai xung phong làm bài này cho thầy không? Học các bạn nhớ cái đời mic hẳn hoi nhá. Có mic học đầy đủ vào thì học hiệu quả hơn. Có ai xung phong làm bài này không? Thử xem nào. Em thử đi thầy. Rồi, nào cả lớp nghe cùng nghe nhá. Nói xem nào. Thầy Quy Đồng. Chắc là Y này, nhân với là cô đi cộng 2 này. Cả lớp cùng nghe nhá. Tạm dừng vội đã. Cộng A lần sin x. Cộng 1. Ok, tiếp tục nào Ngọc. Y trừ 1 cos x. Y trừ 1 nhân cos x. Tiếp tục. Trừ đi A sin x. Cộng 2y trừ 1 bằng 0. Phương trình nào, phương trình có nghĩa. Khi y trừ 1 bình cộng a bình lớn hơn hoặc bằng 2y trừ 1 bình. Rồi. Xong em thay y bằng 1 vào ạ. Ai làm trò đấy, làm gì ra sai, làm gì ra toan rồi. Bảo sao mày ra giống như kia. Gần đúng rồi. Nghĩ thêm đi. Các bạn tưởng tượng cho thầy nhá, cái A của mình ý, nó chỉ là một số thôi. Cái A mình nó chỉ là một số thôi. Hiểu vấn đề không? Nên là mình giải như bình thường cho thầy. Giải như bình thường. A bằng 0, chưa đúng. Huy làm chưa đúng. Nào đến đây rồi làm như bình thường thôi. Tức là mình coi cái A tham số thôi, không có gì cả. Hiểu không? Ngọc cũng xử lý chưa chuẩn rồi, chưa chuẩn. Nào, nghĩ thêm đi xem nào. Nó cho cái gì làm cái đấy. Đầu tiên là cứ đúng dạng làm Quy Đồng để phương trình có nghiệm. Nào, thì bonus thêm một bước nữa là rút gọn nha. Rút gọn lại cái này là gì? Sẽ là 3y bình này. Đấy, trừ 2y này. Trừ A bình. Rồi, cái này nhỏ bằng không. À. Nó cho đi làm cái đấy. Tiếp tục nghĩ xem nào. Bạn nào ra cái chat kết quả là nhóm gửi cho thầy ấy. Gửi cho thầy cũng được. Quan trọng là chịu khó làm thôi. Mình gần đúng không? Mình gần đúng. Tiến bộ hết đây. Mình tiến bộ rồi. Gần đúng không? Mình xem lại đi. Khánh Linh chưa ra, Happy Lee ra chưa? Nghe chừng có vẻ được thưởng khó nhỉ. Nào, cố gắng lên. Là như bình thường thôi. Mình coi A là một số nào đấy, mình giải không sao cả. A là tham số thôi mà, không có gì. Ra chưa? Có ai ra chưa?
Nào, bây giờ làm mẫu của bài nhé, bài sau tương tự cho bạn ám giải này. Bây giờ nhá, các bạn nhìn thế này. Bây giờ các bạn hiểu cho thầy cái phương trình. Cái phương trình này ấy, cái phương trình. Đây. Chờ đợi chút. Cái phương trình này các bạn có mấy nhiệm nhỉ? Phương trình này các bạn đúng không? Có nhiệm là gì? Phương trình này có nhiệm y bằng bao nhiêu? Y bằng 1 cộng căn delta. Delta bạn sẽ là gì? 1 cộng 3 a bình trên cho 3 không? Tức là 1 cộng trừ đấy. Thì trong hai nhiệm này thì nhiệm nào lớn hơn nhỉ? Nhiệm cộng lớn hơn đúng không? Vậy tức là mình sẽ có ngay là gì? 1 trừ đi căn của 1 cộng 3 a bình trên 2 trên 3. Nó nhỏ hơn bằng y. Y nhỏ bằng gì nhỉ? 1 cộng căn của 1 cộng 3 a bình trên 3. Các bạn công nhận cái này không? Vậy từ đây nhá. Nào, thầy hỏi một đứa này. Hỏi một đứa này, Mai nào. Vậy y max là bao nhiêu hả Mai? Y max là bao nhiêu? 1 cộng căn 1 cộng 1 cộng căn của 1 cộng 3 bình trên 3. Nhưng mà bây giờ thầy bảo nhá là gì nhỉ? Tìm a để max y bằng 1. Tức là em cho này bằng mấy nhà Mai nhỉ? Tìm a để mắc y bằng 1 tức là Mai cho cái này bằng mấy? Cho bằng 1. Đúng rồi, cho cụ này bằng 1. Đến đây các bạn giải được a không? Giải phương trình tìm a được không? Tức là gì nhỉ? 1 cộng căn của 1 cộng 3 a bình. Đúng không 3 chưa? Vậy các bạn làm cái cho gì đây? Chuyển vế cho thầy. Căn của 1 cộng 3 a bình bằng 2. Các bạn rút ra thầy a bình bằng mấy? Mình gần đúng rồi này. Mình chắc chắn sẵn này này. A bình bằng 1 thì các bạn nhớ thầy nhá. Nếu kiểu cái nhiệm trừ 1 là con ghẻ hay gì toàn đứa quên thôi. A bằng cộng trừ 1. Ba số mấy đứa toàn mất cái nhiệm này thôi. Chả hiểu. Cái nhiệm này như kiểu con ghẻ. Còn A bằng 1 như con đẻ. Một thằng con ghẻ, một thằng con đẻ. A bằng trừ 1 toàn bị bỏ thôi. Chú ý các thầy nhá. A bình bằng 1 thì A phải bằng cộng trừ 1. Đấy, nên là mình gần đúng rồi. Mình gần đúng rồi đấy. Dễ dễ không? Tức là nhìn lại cho thầy ý tưởng này. Rồi chép đi thầy nói lại ý tưởng sao? Chép đi đã. Một phút chép. Không khó nữa các bạn, để một chút thôi. Là bài toán xử lý gọn gọn ngay. Toàn nghe này không Toàn? Toàn miền Nam hay được nghe hiểu không? Nào, chép đi, để cho một phút chép. Được chưa? Thì cái bài này các bạn đơn giản thôi, ý tưởng đơn giản như sau này. Tức là đầu tiên là gì? Có thể tìm max min, tìm max hoặc là min theo A. Các bạn hiểu vấn đề không? Tìm max min theo A. Ok chưa? Tức là bài này max theo A là gì? Là cụm này. Bây giờ đề bài nó bảo gì? Đề bài họ bảo là tìm A để max bằng 1 không? Tức là mình cái max mình vừa tìm được nhé. Rồi mình cho nó bằng 1. Rồi từ đấy mình giải ra A. Hiểu tư tưởng lắm chưa? Đấy, ok, bước nào không nhỉ? Tức là bước 1 này là tìm max min theo A. Bước 2 là cho giá trị đấy bằng cái đề bài. Rồi mình tìm A. Ok không nhỉ? Một bài tương tự nhé, một bài tương tự này. Xem mấy đứa làm được không? Nha. Ví dụ 8, cho hai bài tương tự luôn. Rồi quay lại trước này tập. Ví dụ 8 là để cho y bằng cái này. Là 2x
2a cos x cộng 3 sin x trừ 1 chia cho cái gì? Chia cho ngay là 2 sin x cộng 3. Rồi câu hỏi là tìm a để giá trị lớn nhất của hàm số của y đạt giá trị nhỏ nhất. Đấy. Phát biểu đề hơi lạ một chút thôi, cách làm tương tự nha, nghĩ thử xem nào. Tìm a để giá trị lớn nhất của hàm số y đạt giá trị nhỏ nhất. Bài toán min của max đấy, bài toán min của max. Nghĩ thử xem nào. Không khó lắm đâu nhá, thử xem. Bạn nào biết xung phong giải nhá, cứ nhát thì cho 3 phút chuẩn bị. Bạn nào xong xung phong đúng có thưởng. Được chưa? Xung phong đúng có thưởng. Mấy đứa buổi sau mà chưa có mic thì kết nối mic cho thầy nhá, học phải có mic một chút vào. Thì mới khá được. Không có mic là các bạn thiệt đấy. Ba phút chuẩn bị, bạn nào biết xung phong nha. Biết xung phong rồi này. Ưu tiên bạn đầu tiên. Cứ mạnh dạn lên, sai thì thôi, không sao. Có ai làm được chưa? Làm như bình thường thôi. Bước 1 là tìm mắc theo A. Bước 2 đánh giá. Đánh giá cái mắc đấy. Min. Là xong. Hai bước rất là rõ ràng. Làm như bài trên thôi. Không có gì cả.
Cho ai giả? Bạn nào không có mic nhưng muốn ấy thì có thể chụp vở cho thầy nhé, chụp vở gửi qua Zalo cũng được hoặc là qua Facebook tùy các bạn, tránh thiệt thòi cái đấy. Các bạn có thể chụp vở gửi cho thầy cũng được nhé, không sao cả. Lê Nhung làm được chưa? Nào, bước 1 thì chắc phải làm được rồi chứ đúng không? Bước 1 thì phải xong rồi chứ. Bài này có mắc min đấy, vì sao? Vì cái mẫu này là vô nghiệm đúng không? Mẫu vô nghiệm là có mắc min rồi. Không có mic có thể chụp ảnh gửi vở cho thầy nha. Chụp vở ảnh vở gửi cho thầy cũng được, không sao cả. Quan trọng là phải ngồi làm nghiêm túc đấy. Thành Ly cũng chưa giả. Nào, thế thôi nào, mình trình bày luôn nhé, tốn thời gian quá nhiều. Một đứa rút tới bước 1 nào, bước 1. Đầu tiên là phanh D3 nào, phương anh D3 nào. Rút tới bước 1 nào. Tìm mắc theo A trước. Em có thể là lấy quyồng lên đúng không? Y nhân với gì? Nhân với 2 sin x cộng 3 bằng gì? 2 a cos x cộng 3 sin x trừ 1. Rồi, tương đương gì đây? Tương đương với lại 2 y trừ b. Trừ 3. B ở đâu? Sin x cộng với gì? 2 y đây rồi. Cộng với lại cộng với cả 2. À, cộng với cả 3y trừ 1. À, cộng 1. Trừ đi 2a cos x cộng 3y cộng 1 bằng 0 cái gì? Vâng. Đúng không? Bây giờ để cái gì nhỉ? Để phương trình có nghiệm. Để phương trình sao đi thi ký hiệu rõ sao là có nghiệm. Tương đương gì? Tương đương với lại 2y trừ 3 tất cả bình. Bình. Cộng với 4A bình. Lớn hơn hoặc bằng 3Y trừ 1 chứ nhỉ? Cộng 1 chứ. Chứ phanh. Chuyển vế mà. Chuyển vế này sang mà. À, phải là cộng 1. Đúng không? Rút gọn cái này nào. Thế em vẫn chưa rút xong. Ủa. Làm gì mà 5 phút vẫn chưa xong thế? Là bình tĩnh một chút nào. Rồi rút đi. 50 bình cộng 18y đúng không? Cộng 4a bình. 4a bình cộng 4a bình gì nhá? Cộng 4A bình gì đấy nhỉ? Rút cho thầy nào. Ở đây là trừ 4A bình thì sao đi? Trừ 4A bình. Trừ 4A bình. Trừ 8.
nhỏ bằng 0. À bây giờ cái phương trình này có hai nghiệm là gì? Phương trình này có hai nghiệm là gì nhỉ? Y thế nào đó? Nhỏ bằng gì đây? Trừ 9 đúng không? Trừ 9 cộng căn gì nhỉ? Delta là bao nhiêu? Delta sẽ là 40 cộng 20A bình trên 5. 20A bình trên 5. Phải ghi nhầm. 20A bình trên 5. Và lớn bằng gì nhỉ? Trừ 9 trừ căn của 40 cộng 20A bình trên 5. À vậy các bạn suy ra ngay Y max là bao nhiêu? Bằng trừ 9 cộng 40 cộng căn của 40 cộng 20A bình trên 5. Rồi, thì bài này nhá. Nào bây giờ max là xong rồi này. Max theo A là xong rồi. Đúng không? Không vấn đề gì. Bây giờ cái max này min khi nào? Đây là cái max nhá. Cái max này mình yêu cầu là gì nhỉ? Tìm A để giá trị lớn nhất của Y đạt giá trị nhỏ nhỏ nhất, tức là cái max này ấy, nó phải đạt giá trị nhỏ nhỏ nhất. Khi nào đánh giá ngon quá rồi còn gì nữa, nào bây giờ mình có nhé. Thì coi này FA nhé. Thì coi này một hàm số theo A. Ok không? Nhận xét ngay, nhận xét. Là mình có gì nhỉ? 40 cộng 20A bình. Lớn bằng gì nhỉ? Lớn bằng gì? Lớn bằng 40. Có đúng không? Cô nhận với thầy không nhỉ? 40 cộng 20A bình. Lớn bằng 40. Vậy suy ra ngay là cái FA của thầy, FA là phải lớn bằng gì? Lớn bằng trừ 9 cộng căn của 40 trên 5. À vậy suy ra ngay cái FA min khi nào? Min khi nào? FA min bằng trừ 9 cộng căn 40 trên 5. Khi nào nhỉ? Khi phải khi là gì đây? Dấu bằng chỗ này phải để ra này. Dấu bằng ở đây phải để ra. Đây, dấu bằng ở đây này. Phải xảy ra đúng không? Mà khi nào dấu bằng ở đây xảy ra hả mấy đứa? Khi nào? Nào. Linh nào, linh D2 nào. Khi nào dấu bằng ở đây xảy ra nhỉ? Chỗ này là không nhỏ đấy. Khi nào dấu bằng ở đây xảy ra? Khi nào dấu bằng xảy ra hả? Ừ. Nào, chỗ này này. 40 cộng 20A bình. Khi A bằng 0 à? Đúng rồi. Khi phải khi là gì nhỉ? A bình A bằng 0. Hiểu vào đây không? Hay là khác là A bằng mấy? A bằng 0. Chấm hết. Xong. Vậy tức là gì đây? Giá trị lớn nhất của Y là FA min bằng trừ 9 cộng căn 40 trên 5. Khi nào? Khi A bằng 0. Vậy kết luận cái này là A bằng 0. Các bạn hiểu vấn đề không? Tức là gì nhỉ? Trong vô số thằng mắc đây này, với một A đúng không? Cứ một A thì cho mình một mắc rồi. Một A khác nhau thì cho mình một mắc chưa? Thì trong tất cả thằng mắc đấy thì thằng mắc bé nhất khi nào? Khi A bằng 0. Thì đấy người ta gọi là bài toán min của mắc. Mày đã hiểu vấn đề không? Tức là trong vô số thằng lớn nhất thì thằng nào bé nhất kiểu đấy. Ok không nhỉ? Nó hơi lú một chút thôi. Hiểu trực quan hình ảnh như sau này. Hiểu trực quan tức là có 10 thằng tỷ phú đúng không? Thì mình xem là thằng tỷ phú nào nghèo nhất. Đấy, kiểu như vậy. Hiểu vấn đề không nhỉ? Thằng tỷ phú nào nghèo nhất thì thằng A bằng 0. Thì giá trị lớn nhất đặt bé nhất khi nào? Khi A bằng 0. Các bạn học kiểu tư duy là tuần tự như thế. Tức là cho cái gì mình làm cái đấy. Không một chút nào mẹ một cả. Ok không? Thì các bạn đấy mới xử lý những bài khó được nha. Các bạn mà cứ học kiểu theo dạng ấy thì không ổn một chút nào đâu. Đi thi thì tối đa chỉ 8 điểm thôi, 8 đến 9 điểm thôi, không lên 10 được. Đây là tối đa nhé. Học theo dạng thì chỉ thế thôi. Phải cố gắng đưa về những cái dạng đã học. Tất nhiên là mình vẫn phải có một số cái kiến thức nền cơ bản rồi. Tức là những dạng toán cơ bản mình phải nắm được đúng không? Đấy, những kiến thức nền là vậy. Ok. Đấy, thì chép qua vào cho thầy nha. Chép một chút vào cho thầy.
Không khó lắm đúng không? Bài tập về nhà trong phiếu đấy thì rất là nhiều tẹo thể ra sau. Bây giờ sẽ chữa, dành một chút thời gian này. Các bạn chép xong chưa? Chép xong chắc thì chuyển bài nha. Chép đi. Chép xong chắc thì chuyển bài. Cả buổi hôm nay mình học mỗi cái mới là cái bài thôi. Cái 4 là định dạy đánh giá nhưng mà thôi, để khi nào ôn tập thi trên trường thì định dạy một thể. Định dạy bây giờ mình cũng quên thôi. Vì cái đấy là cái khó. Đánh giá thì sau vậy. Phần 4 mục cơ. Nhưng mà thôi, 3 mục rồi đã. Thì bây giờ nhá, chữa bài tập ở nhà này. Chữa bài tập. Chữa. Chữa bài tập ở nhà. Chữa bài tập ở nhà. Hôm trước là mình có câu C không? Câu C là làm gì nhỉ? Có thầy xin của cô đích à? Đúng câu này không? Xin của cô đích. Câu này có ai làm ở nhà chưa? Có ai nghĩ ở nhà câu này chưa mấy đứa? Có ai nghĩ ở nhà câu này chưa? Xin cô đích. Ly, HP Ly nghĩ ở nhà câu này chưa? Câu này nếu mà làm sai, các bạn làm sai nhá, làm sai cái này, làm sai đúng không? Thì các bạn sẽ ra là mắc là mấy? Mắc y bằng 1 và mini bằng bao nhiêu? Bằng -1. Thì cái này là một giải sai nhá. Ok không nhỉ? Thật ra câu C này của thầy ấy là giống câu B đấy, các bạn để cho thầy nhá, câu C này đặt. Đặt u bằng cô đích. À, bây giờ mình quan tâm là gì nhỉ? X thuộc R đúng không? Câu B của thầy ấy là gì? Là x thuộc một đoạn nào đấy. Thì mình quan tâm là u sẽ thuộc đoạn nào. Đúng không? Thì bây giờ câu C của thầy cũng tương tự vậy thôi. Nhưng mà x của thầy ấy là thuộc R. X thuộc R thì u thuộc đoạn nào mấy đứa nhỉ? U thuộc đoạn nào? Thuộc đoạn nào mấy đứa? X thuộc R thì u thuộc cái gì? -1. Đúng rồi, u thuộc từ -1 đến 1. Vì sao? Vì u là cô đích mà đúng không? Cô đích thì cho bạn từ -1 đến 1. À bây giờ nhá, vậy bài toán nó sẽ như sau này. Bài toán nó sẽ như sau. Là y bằng sin u đúng không? Với u thuộc cái đoạn từ -1 cho tới 1. Các bạn nhớ thầy nhá, cái 1 này là đơn vị này, đơn vị. Đơn vị nó rất là quan trọng, đơn vị. Đơn vị nha. Đơn vị là radian. Chứ không phải đơn vị ở độ. Mấy hiểu vấn đề không? À bây giờ đổi cho thầy này. Nháp thôi cho dễ biểu diễn thôi. 1 radian. Nó xấp xỉ bao nhiêu độ mấy đứa nhỉ? Biết cách đổi không? 1 radian xấp xỉ bao nhiêu độ? À mấy đứa? Đổi cho thầy nào, một đứa nào đấy được. Cách đổi đơn giản thôi. 1 bi thì ứng với 180 độ. Vậy. Đúng không? Vậy 1 radian 180 độ. Vậy 1 radian ứng với bao nhiêu? 180 độ trên bi. Xấp xỉ bao nhiêu mấy đứa nha? Bấm vào thầy máy tính nha. Xấp xỉ bao nhiêu? Một đứa là 57 ạ. Ừ, xấp xỉ 57 độ nhá, xấp xỉ 57 độ, em cho một chút. Ok không? Vậy tức là cái u này của thầy ý, nếu mà đổi ra độ đúng không? Nó sẽ là từ -57 độ đến 57 độ. Vậy nó sẽ như sau này. Quan trọng là cái miền nó là miền nào đúng không? Mình quan trọng cái miền của nó. Đây đường tròn đây. Đường tròn lượng giác đây. Đúng không? Đây là hai cái đường, hai cái trục. Hai cái trục. Ok chưa? Đây là trục gì nhỉ? Trục cốt, trục sin. Đây là miền của mình nhá, là từ -57 độ đúng không? -57 độ đến 57 độ. 57 độ ở đâu? Nó sẽ ở đây. Đây sẽ là -1 này. Đơn vị radian ấy, xấp xỉ 57 độ. -57 độ đúng không? Đến đâu? Đến 1 đối xứng nhau qua đây, đối xứng nhau.
Đấy, hai thằng đối xứng nhau mà đúng không? Đấy, ok chưa? Xấp xỉ bao nhiêu độ nhỉ? 57 độ, đúng không? Mình quan tâm là gì? Mình chiếu lên cho thầy, chiếu lên, đấy, chiếu lên, chiếu xuống, đối xứng nhau nhá, hai thằng đối xứng nhau nhá. Mấy các bạn nhìn thấy này, trục cốt của thầy không? Nó vàng, à thầy sorry đây là xin nhỉ? Sorry đây là xin nhá, xin mình chiếu sang ngang, đúng không? Thầy sorry, chiếu sang ngang, đúng chưa? Chiếu sang ngang như thầy. Đấy, vậy các bạn nhìn thấy này, trục sin đúng không? Trục sin của mình là thế nào đây? Nó trắng, nó đen từ đây đến đây, đúng không mấy đứa? Giá trị này là gì? Giá trị này là sin của bao nhiêu? Sin của -1. Mà sin của -1 nó chính là gì nhỉ? Chính là trừ sin 1, đúng không? Còn thằng này, giá trị này là gì? Sin 1. Vậy các bạn nhìn cho thầy, sin 1 xác xỉ bao nhiêu đấy? Xin nhớ đơn vị radian thì mấy đứa nhá. Sin 1. Đấy, nó xác xỉ bao nhiêu mấy đứa nhá? Xác xỉ một số nào đấy, mình không quan tâm nhá. Vậy tức là mình suy ra ngay. Vậy suy ra ngay là gì? Trừ sin 1. 1 là radian phải 1 độ nhá. Nó bằng y. Y nhỏ bằng sin. Sin 1. Vậy mình có ngay mắc y bằng bao nhiêu? Mắc y bằng sin 1. Đơn vị radian và mini là trừ sin 1. Ok chưa? Nhớ nhá. Một cái lỗi cơ bản thôi. Đó. Tức là bài này cái khó, bài này ý, là cái biểu diễn cái này này. Biểu diễn của cái thằng U này này. Các bạn sẽ bị khó chỗ này này. Biểu diễn thằng U này thôi. Còn đâu còn lại là bài toán cơ bản. Được chưa? Đấy. Mình chỉ khó ở bài toán thằng U thôi chứ cách làm thì tương tự đúng không? Nó không có gì nâng cao cả. Bài tập tương tự này, bài tập tương tự. Tương tự về nhà nhá. Y bằng sin cos của sin x với x thuộc đoạn từ 0 đến -2. Cái câu 2 là y bằng sin của cos x cộng -3, tương tự thôi. Sin 4 ý, với x thuộc khoảng từ -4 đến -2. Đến đâu nhỉ? Đến 3 -4 đi. Đó, hai câu tương tự nhá. Hai câu tương tự. Chưa xong đâu, còn bài 4 nữa cơ. Nào. Chép xong như vậy nhá. Bài 4 này. Y bằng 2 sin x trên x bình cộng 1, đúng không? Cộng 4 cos của 4x trên cho 2 bình cộng 1. Cộng 1 bằng 0. Có ai nhìn ra dạng bài này không? Có ai nhìn ra dạng bài này bài gì không? Dạng đó nào nhỉ? Nó bao giờ dạng mấy đấy? Dạng 1, dạng 2 hay dạng 3? Có ai nhìn ra dạng của nó không? Dạng nào đây? Có ai nhìn ra không? Để ý một chút về cái cung thôi. Để ý về cung thôi thầy. Là ra ngay. Dạng 2 à? Ừ, là mình đưa về dạng hàm bậc 2 đúng không? Vì sao là dạng 2? Nhìn cho thầy này. Nếu thầy coi thằng này là alpha, là cái A. Nếu thầy coi này là A, đúng không? Thì thằng này mấy đứa sẽ là bao nhiêu A đây hả mấy đứa? Nó sẽ là mấy A? Sẽ là 2A.
Công nhận được không? Nếu coi này là A thì cái này sẽ là 2A. Được chưa? Vậy bây giờ biến đổi như sau này. Cos 2A các bạn biết rồi. Cos 2A đúng không? Sẽ là 1 trừ đi 2 sin bình A chưa? Nào bây giờ thì làm thế này nhá. Sẽ bằng như sau này. Sẽ bằng là sin của 2x trên x bình cộng 1 cộng 1 trừ đi 2 sin bình của 2x trên x bình cộng 1 cộng 1. Được chưa? Bây giờ đặt nhá, thì đặt là cái t bằng sin của 2x trên x bình cộng 1. Điều kiện là t thuộc cái đoạn từ trừ 1 đến 1. Vậy cái đó cái y sẽ bằng gì? Trừ 2t bình cộng t cộng 2. Đúng không? T thuộc trừ 1 đến 1. Mắc min cái này cơ bản chưa? Bảng biến thiên cho thầy. Đúng không? Bảng biến thiên. Đây là t, đây là y. Nào, đỉnh là 1 phần 4 đúng không? Nhớ là đỉnh của mình là nằm giữa cái đoạn này đúng không? Nằm giữa đoạn. Tức là đi lên rồi đi xuống. Nào. Tại 1 là bao nhiêu? Tại 1 là 1. Tại trừ 1 là trừ 1. Tại 1 phần 4 là bao nhiêu mấy đứa nhỉ? Casio giúp thầy phát. Sẽ là 15 phần 8 à? 17 ạ. 10 phần 8. Ok. Vậy bây giờ nhá. Mắc y bằng 17 phần 8 và min y bằng trừ 1. Nào bây giờ có câu hỏi ở đây này. Đố mấy đứa biết lời giải này sai chỗ nào? Đố mấy đứa biết lời giải này sai chỗ nào? Trả lời đúng và sửa đúng có thưởng. Nào, đố mấy đứa biết đấy. Lời giải này sai ở chỗ nào? Nào nhìn qua một lượt đi. Xem lời giải sai thế nào nhỉ? Các bạn muốn học một tốt ngay được thì các bạn phải nhìn lời giải của một người đấy và xem đúng hay sai. Là chắc kiến thức nhất. Nào, sai thế nào đây? Nào, nghĩ đi nhá, có ý tưởng gì cứ phát biểu, sai thì thôi, sai thì sửa. Mắc là 17 phần 8, min là trừ 1, xem sai thế nào không. Bài này là một bài thi đọc ngày xưa năm 9 mấy ấy. Tức là năm mà các bạn còn chưa sinh ra đâu, năm 9 mấy cơ. Năm 9 mấy, một câu này câu điểm 10. Thì câu điểm 10 của mình không thể dễ như thế này được đúng không? Câu điểm 10 thì không dễ như thế này được, nó sẽ khó hơn. Nhưng mà sai nữa nào. Nhìn rất là có lý đấy. Rất là chuẩn dạng rồi, nhưng mà sai cái này. À, ok chưa? Có ai nhìn ra cái vấn đề ở đây chưa?
Nào. Cô phát biểu đi. Huy nhá, nói sai cho Huy. Em chưa. Nếu bạn nghi ngờ sai thì sao sẽ nghi ngờ nữa? Nghi ngờ thôi. Biến đổi cung nhân đôi thì không sai rồi, đúng không? Biến đổi cung nhân đôi chất chuẩn rồi, không sai nào cả. Đặt t ok rồi. Nếu mà các bạn nghi ngờ sai thì các bạn sẽ nghi ngờ sai. Chỗ điều kiện của t đúng không? Sai chỗ điều kiện của t. Nếu các bạn nghi ngờ nhá, nghi ngờ sai thì mình chỉ nghi ngờ chỗ điều kiện của t thôi. Có đúng không? Chỗ này này, chỗ này là một chỗ sai. Đấy. Thì bây giờ mình sửa lại ra cho đúng. Nghe này, các cái dạng hai của thầy ấy, dạng hai của thầy nhá là cái cung bên trong á, cung bên trong là thuộc R đúng không? Thuộc R đúng không? Sinic codic đấy. Thì t mới là từ -1 đến 1. Bây giờ câu hỏi đặt ra của mình là gì? Chắc gì cái cung này nó thuộc R đúng không? Mà nó thuộc -1 đến 1. Nhớ đâu lại như bài này thì sao? Lại như cái bài trước thì sao? Như bài ở đây này thì sao? Đúng không? Đấy, phải nghi ngờ một chút nhá. Thì bây giờ nhìn để cho thầy này. Để cho thầy. À, thầy sẽ đặt nhỏ như sau này. Mục tiêu của thầy ấy là tìm chính xác điều kiện của t là bao nhiêu. Vậy chỗ này là mình bảo mình thiên này hơi bố láo nhá. Điều kiện này có phải điều kiện sai này. Đúng không? Mình chỉ đúng cái này thôi. Bây giờ mình sẽ đặt u như sau này. Trình bày đúng nhá. Đặt u là 2x trên cho x bình cộng 1. Đúng không? Và thầy quan tâm là u của thầy trong khoảng này. Các bạn ok chưa? Thì về nhà nhá, thầy cho kết quả con này, các bạn thử nghĩ xem là như thế nào. Thì u của mình nhá, u của mình sẽ thuộc cái đoạn gì? Đoạn từ -1 đến 1. U mình sẽ thuộc đoạn -1 đến. Ok không nhỉ? Về nghĩ thử sao nhá. Về hỏi chấm này nghĩ thử. Nghĩ thử xem nào. Ok không? -1 đến 1. Vậy khi đó ấy, cái t của mình đúng không? Cái t của mình sẽ là sinu. Sinu với u thuộc -1 đến 1. À may mắn quá rồi. Vừa làm ở bài bên này rồi. Đúng không? May mắn rồi. Tức là suy ra ngay t thuộc cái gì nhỉ? T thuộc là -sin 1 đến sin 1. Đúng không? Vậy khi đó nhá, cái bảng biến thiên chuẩn như sau này. Bảng biến thiên chuẩn nó sẽ là t và hàm y. Đấy, bảng biến thiên chuẩn sẽ như sau. Đây sẽ là -sin 1. Nhớ 1 là đơn vị radian nhá, bằng máy tính của thầy thì cái 1/4 nó vẫn thuộc thôi. Vẫn là đi lên và đi xuống. Cái này vẫn là 17/8 này. Đúng không? Sin 1 nó sẽ khác một chút. Đấy, các bạn bấm máy tính cho thầy nào. Đây, sin của -1 là bao nhiêu mấy đứa nhỉ? Sẽ là 2. Đúng không? 2 này. 2 này. Trừ sin 1 này. Trừ đi 2 lần sin bình của 1 này. Còn cái này sẽ là 2 cộng sin 1 này. Cộng, trừ đi 2 sin bình của 1 này. Đúng không? Vậy mình có ngay mắc là bao nhiêu? Mắc y vẫn là 17/8. Và mini sẽ là cái này. Sẽ là cái này. Đây chính là min. Sẽ là 2 trừ đi sin 1. Trừ đi 2 sin bình của 1. Vậy nhấn mạnh bài này thì một nhấn mạnh cái gì? Là khi các bạn bài toán mắc min nhá, là khi các bạn đổi biến, nhấn mạnh bài này, khi các bạn đổi biến tức là t bằng cái này đúng không? Thì phải chú ý cái điều kiện của t. Nhấn mạnh bài này là thế nhá. Đấy, là khi đổi biến ý, bài toán mắc min phải điều kiện chính xác biến m nó là bao nhiêu. Để nhấn mạnh thôi. Ok chưa? Còn về đưa về hàm dạng bậc 2 thì nó không khó, đúng không? Nhấn mạnh ở chỗ đấy. Ok không nhỉ? Rồi thì
Bài tập về nhà. Bài tập về nhà là làm thầy bài 3. Bài 5 và bài 6. Trong cái phiếu nhá. Phiếu trang 9 ấy. Bài 3, bài 5, bài 6. Trang 9. Bài tập về nhà là vậy. Hiểu vấn đề bài này chưa? Là các bạn khi đổi biến nhá. Khi đổi biến phải điều kiện cho biến mới cần gọi vào. Ok không? Một chút vấn đề thôi. Đấy. Làm thêm cho thầy hai bài tập tương tự với nhá. Hai bài tương tự của bài kia và cho quen tay. Nhớ này, thầy dặn này là chủ nhật. Mình sẽ làm một bài test. Được chưa nhờ? Một bài test gồm có 7 câu thôi. 7 câu thôi. Trong 30 phút. Được chưa? 7 câu trong 30 phút. Rất là dễ thôi. Đấy, xem là mấy đứa học hành như nào thôi. Và điểm này thì gửi cho phụ huynh ấy nhá. Gửi cho phụ huynh. Điểm cao có thưởng, thưởng không nhỏ đâu đấy, thưởng tương đối to đấy. Bài nào trên 9 điểm có thưởng, bài nào dưới 5 điểm thì phạt, thưởng phạt rõ ràng. Các bạn ok chưa? Nên là ôn kỹ, ôn những cái gì thì tạm thời bây giờ mình chưa học nhiều kiến thức đâu, là chỉ ôn cho thầy các dạng toán cơ bản đấy, học chỉ cho những cái mình đã học thôi, không khó. Và kiểm tra sau mình học bài mới. Ok không nhỉ? Nhớ nhá. Thắc mắc gì bài hôm nay không mấy đứa? Có câu hỏi gì không? Thì buổi hôm nay mình học được dạng 3 thôi. Dạng 3 này. Dạng 3 thôi. Bài toán đưa về hàng thuần nhất, mắc min thuần nhất. Tối thiểu phải nắm được dạng này nhá. Để xử lý những bài trên lớp cơ bản thôi. Dạ. Nó không quá khó. Và tổng quát này, cái này này. Các bạn nhớ thầy luôn thì tốt này. Nhớ thầy cái này. Vì cái này trắc nghiệm. Hỏi rất là nhiều. Ok không nhỉ? Trách nhiệm thầy hỏi từ nhiều. Thế thôi. Thầy chào cả lớp. Nghỉ nhá.